Số 12 là của bạn Đạt chứ của em đâu. Như thế là em đang điểm danh hộ bạn Đạt đấy nhá. Hôm nào lớp này học toán rời rạc cũng mê say nhỉ. Thấy hôm nào vào cũng đang còn đang học. Chín vắng này và tư vắng này, 29 vắng này, 41, 42, 43, 44 vắng luôn này. Ôi, mấy cái bài tập sau không có hạn thì bao giờ lộp cũng được rồi cô. Em không thấy Chưa, cô chưa để hạn, để học nốt buổi hôm nay rồi để hạn. để lâu lâu. Vì hạn nó còn liên quan đến các bạn kia, các bạn tận sáng thứ bảy các bạn mới học. Hôm nay học xong thì mới làm được bài tập bài 4 mà. Việt Dũng có phải số 10 đâu nhỉ? Việt Dũng là số bao nhiêu mà? Việt Dũng đăng ký sau, bổ sung sau nên số khác mà. Điểm danh cho cô. Danh á, anh tôi có cần phải điểm danh đâu, lát tôi hết giờ tôi vào tôi lấy xuất danh sách ra tự điểm danh mà. Em tưởng là cô điểm danh như kiểu hôm trước ai vào muộn thì cô biết là muộn đi. Thôi ta học nha, bạn nào vào muộn thì kệ bạn ấy vậy. Vừa nhắc xong thì lại có anh Trọng vào. Hai anh còn đang cùng số 10 này, anh Dũng sửa lại đi, số của anh ở đây không phải là số 10 đâu. Việt Dũng ở đây đang là tận số 55 cơ mà. Do anh Trường này ao ra ao vào này. Hay là anh Trường chưa vào, bây giờ mới bắt đầu vào đấy. Vẫn bằng mấy anh. Em chào cô. Vâng, chào anh. Làm gì bây giờ mới vào đấy? Tôi tưởng anh ở trong lớp từ nãy rồi chứ. Không, máy em đơ của em reset lại máy nhưng mà mãi giờ nó mới lên. Ừ. Mười chín, hai mươi, hai mốt, hai hai, bốn, hai lăm. Sao nó cho ông 20.000 một hôm cho tôi? Sao nó cho ông 20.000 một hôm cho tôi? Tôi làm gì có đâu. Hôm nay ta sẽ học anh cứ để đúng tên số thứ tự là được, không vấn đề gì đâu. Hôm nay ta sẽ học cái đạo hàm hàm hợp. Đạo hàm hàm hợp nhiều công thức, và nếu như anh nào mới học thì sẽ thấy nó hơi rối một chút. Thế nhưng mà nếu mà mình nắm được quy tắc nhá, tức là mình biết được cái quy tắc xây dựng công thức ấy, thì nó lại sẽ rất là dễ, nó không khó đâu.
Tức là tự mình nhìn được quy tắc, sau đó mình xây dựng công thức đi ấy, thì nó lại sẽ rất là dễ. Làm bài tập dần đi, xong rồi gửi dần đi. Đừng có để bài tập dồn dập vào. Đức thiện, các bạn có nào lại thiện? Có. Anh thiện để lại tên số thứ tự mã sinh viên mà đi. Chả để thứ tự, chả để số báo danh gì cả, để mỗi cái tên Facebook không như thế thì làm sao được. Sửa lại cho nó đúng đi. Bắt đầu nha. Vẽ hình nhá, hôm nay tính đạo hàm thì sẽ phải vẽ hình cái gì? Vẽ gì đâu? Tính đạo hàm hàm hợp mà. Đấy, bốn đạo hàm hàm hợp, đạo hàm hàm ẩn. Đạo hàm hàm hợp này. Cái này giống như là ở trong hàm một biến của các anh thôi. Khi mà các anh học cái đạo hàm hàm hợp đấy, đúng không? Thì bao giờ mình cũng nhân thêm cái u phẩy vào đấy. Ví dụ như là u mũ 3 mà đạo hàm lên thì sẽ phải bằng 3 u bình phương nhưng mà nhân với u phẩy vào. Thế rồi cos u đạo hàm lên đúng không? Thì sẽ phải bằng trừ sin u nhưng phải nhân thêm u phẩy vào. Thì đấy là hàm một biến. Còn ở đây bây giờ mình học là hàm hai biến. Thì đương nhiên là công thức nó cũng sẽ không đơn giản như hàm một biến, nhưng mà nó cũng sẽ là tương tự như thế thôi. Chỉ có điều là nó sẽ có thêm một biến nữa để mình tính toán. Chứ còn về mặt bản chất thì nó cũng sẽ vẫn giống như thế. Không khác gì đâu nhá. Đây, nếu u là hàm của biến x này. X bây giờ không phải là hàm của biến độc lập nữa mà x bây giờ nó là hàm của biến t và biến s. Thì chuyện gì xảy ra? Thì này, đây để cho các bạn dễ nhìn này. Chọn bằng. Hôm nay là mùng 4 tháng 3. Anh nào vào muộn này, nhưng anh này không học cái môn trước à? Mình khắc thắng. Chà đề. Nếu hàm u này, ta mới nhìn vào đây nhá. U là hàm của biến x này. Đây tôi viết cái mối liên hệ này. U lúc này chỉ phụ thuộc vào x thôi, có nghĩa là nó là hàm một biến. Thì khi ký hiệu đạo hàm ấy, cái d của mình là d gì? D cong hay d thẳng? Anh Tú nào. U mà đạo hàm theo biến x ấy thì d ở đây sẽ là d cong hay d thẳng? Hàm một biến thì nó là d cong hay d thẳng? Ngô Anh Tú đâu? Ừ, anh Nam đúng rồi. Anh Tú đâu? Ngô Anh Tú đâu rồi? Lại vào lớp xong lại đi đâu rồi? Ừ, d thẳng đúng chưa? Ta nhìn nha. U này.
đạo hàm theo biến x này thì cái chỗ này sẽ là d thẳng này. Đúng chưa? Nhưng x ở đây là hàm hai biến này. Vậy x sẽ có đạo hàm riêng theo biến t và x sẽ có đạo hàm riêng theo biến f này. Đúng chưa? Mối quan hệ ở đây là u này nó sẽ rẽ thành hai nhánh, một nhánh của t và một nhánh của f này. Đúng chưa? Vậy khi tính đạo hàm của x theo t và f, ký hiệu d ở đây là d gì? Anh Bằng. Vũ Trọng Bằng đấy, vừa vào muộn đấy. Chà, đúng rồi. Vũ Trọng Bằng nào, d ở đây là d gì? Đạt Anh, đúng rồi. Đúng rồi, anh Bằng trả lời đúng rồi đấy. D của mình ở đây sẽ là d cong. Đúng chưa? Bởi vì nó là hàm nhiều biến thì nó phải là d cong. Còn hàm một biến thì ở chỗ này là d thẳng. Vậy sau khi thay x nhá, trở lại vào hàm u thì lúc này u sẽ trở thành hàm mấy biến? Anh Bằng trả lời luôn nào. U sẽ trở thành hàm mấy biến sau khi thay x bằng t f vào? Thì u lúc này sẽ phụ thuộc vào cái gì đấy? Vũ Trọng Bằng đâu? Trả lời nốt đi nào. U sẽ phụ thuộc vào biến nào? Sau khi thay x vào rồi cơ mà. Đầu tiên là nó phụ thuộc vào x, nhưng sau khi thay x bằng t f vào thì nó sẽ trở thành hàm phụ thuộc vào biến nào? Ví dụ như x bằng t bình cộng f bình, đúng rồi. Thì lúc này u sẽ phụ thuộc vào t và f, cho nên u sẽ trở thành hàm hai biến, đúng nha, của biến t và biến f. Đấy. Vậy thì ở chỗ này ta sẽ thấy này, khi mà thay trở lại vào u trở thành hàm hai biến của t và f thì lúc đấy tôi đi tính đạo hàm riêng của u theo t và tôi phải đi tính đạo hàm riêng theo f, đúng không? Tức là tôi phải tính d cong u trên d cong t và d cong u trên d cong f. Nếu như bài toán của mình không có gì phức tạp, tức là những bài đơn giản, thì tôi thay trực tiếp vào để tôi tính thì bài này nó trở thành một bài rất là đơn giản. Nhưng có những bài không phải mình cứ thay trở lại vào là mình tính được. Nó, nếu tôi thay vào mà cái hàm này trở lên rất là cồng kềnh thì cái việc tính toán nó sẽ rất là phức tạp. Vậy thì người ta mới đưa ra cái công thức để mình tính du theo dt mà không cần thay trở lại vào hàm u. Đúng chưa? Giống như có những bài khi mà mình tính đạo hàm hàm hợp với hàm một biến ấy, nhiều bài là mình không cần phải thay trở lại, mình vẫn tính được đạo hàm. Thì lúc đấy mình sẽ tính kiểu gì? Thì ở đây các bạn cứ nhìn nhá. Sau khi thay trở lại vào, thay trở lại vào x trở vào u này này, thì lúc này là u phụ thuộc vào t, cho nên tôi sẽ phải đi tính du trên dt, đúng chưa? Vậy khi các bạn nhìn vào sơ đồ, bạn cứ thấy chữ t ở chỗ nào thì bạn đi từ đầu cho đến cuối này, đi đúng theo cái nhánh đấy. Vậy cái nhánh đầu tiên của mình sẽ là u, đầu tiên phải đạo hàm theo x đã, đúng chưa? U đạo hàm theo x nó là hàm một biến, cho nên chỗ này sẽ là d thẳng. Sau đó nhân với x đạo hàm theo t, chỗ này là hàm hai biến, nó có rẽ nhánh này, thì chỗ này phải là d cong. Vậy mình sẽ có cái công thức đầu tiên, d cong u trên d cong t sẽ bằng du trên dx nhân với d cong x trên d cong t. Chỗ này các bạn cứ lưu ý nhá, cái d cong này chứng tỏ là hàm có nhiều hơn một biến, còn cái d thẳng này chứng tỏ là hàm có một biến thôi, đúng chưa? Vậy sang đến đạo hàm theo biến f mình cũng sẽ tính tương tự, đây cũng đi từ đầu này cho đến cuối này, và mình cũng viết theo đúng cái đó. U này đạo hàm theo x này nhân với x này đạo hàm theo f này, được chưa? Mình sẽ có cái công thức thứ hai, du trên df bằng, tức là đạo hàm riêng của u theo biến f sẽ bằng đạo hàm riêng của u theo biến x nhân đạo hàm riêng của x theo biến f. Ở đây trong bài tập ấy, có những bài là người ta sẽ đổi vai trò của x và y. Người ta đổi vai trò đi. Thế nhưng nếu như anh thiết lập được cái sơ đồ ở bên trên giống như thế này này, thì dù người ta có đổi thế nào anh vẫn tính được. Đổi kiểu gì thì anh cũng vẫn sẽ tính được. Bởi vì anh cứ nhớ là anh sẽ đi từ bên trái sang bên phải. Sau đó anh tính này, u đạo hàm theo x này, x đạo hàm theo t này, nếu nó còn phụ thuộc nữa thì lại t đạo hàm theo một cái gì đấy này, được chưa? Anh đang cần tính đạo hàm theo t thì anh cứ tìm t để anh đi. Chỗ này nó chỉ có một chỗ có t thì anh đi đúng theo cái nhánh đấy. Nhưng nếu có ở hai chỗ thì anh phải đi tính từng nhánh một rồi anh cộng lại với nhau thì nó sẽ rất là dễ dàng.
Các bạn ghi xong công thức này chưa? Bài này ta có rất là nhiều công thức. Nếu các bạn học thuộc công thức ấy mà không tự đi xây dựng được thì sẽ thấy nó rất là nhiều. Còn nếu anh nắm được bản chất rồi, anh vẽ được sơ đồ ra thì anh sẽ thấy là hóa ra là nó rất là dễ, không có gì cả. Và anh không phải học thuộc gì hết. Anh chỉ cần thiết lập được mối quan hệ giữa các hàm, giữa các biến. Và sau đấy là anh đi theo từng nhánh một là xong. Tiếp này, trường hợp thứ hai này. Nếu U là hàm của hai biến XY, U là hàm hai biến XY, X lúc này chỉ còn phụ thuộc vào T, Y lúc này cũng chỉ còn phụ thuộc vào T, thì nào bây giờ viết cho tôi cái sơ đồ ra xem cái sơ đồ của mình nó sẽ như nào. Đúng chưa? Và xác định ở những cái chỗ đấy của mình là D của mình sẽ cong thẳng kiểu gì. Viết cái sơ đồ ra xem sơ đồ của mình sẽ là gì. Đầu tiên U sẽ là hàm mấy biến? Đúng chưa? Đây, ta viết cái sơ đồ ra ta sẽ thấy này. Đầu tiên U này sẽ là hàm hai biến này của T và gì đấy? T và S này. À, X và Y này. Đúng chưa? U là hàm của X và Y này. Sau đó này, X là hàm của biến T này. Y là hàm của biến T này. Vậy từ cái chỗ U này ra đến X và U ra đến Y, D sẽ là D gì? Anh kiên cường, U của anh sẽ là U gì ở chỗ đấy? À, D ở đấy sẽ là D cong hay D thẳng? Đúng rồi. Từ X ra đến T và Y ra đến T, ở đấy D là D cong hay D thẳng? X, từ cái X ra T và Y ra T, D là D gì anh Cường? Đúng rồi. Đúng nhá. Hàm một biến thì D sẽ là D thẳng, mà hàm nhiều biến thì nó sẽ là D cong. Vậy là cái chỗ rẽ nhánh này này, từ U ra X và Y thì sẽ là D cong này. Đúng không? Còn từ X ra T này, từ Y ra T thì hai cái chỗ này sẽ là D thẳng này. Được chưa? Vậy bây giờ ta đi thiết lập công thức nha. Khi U này, XY bằng một cái hàm nào đấy phụ thuộc vào T này, Y phụ thuộc vào T này, tôi thay trở lại vào đây. Sau khi thay XY hết rồi thì U lúc này chỉ còn phụ thuộc vào duy nhất một biến T thôi. Đúng chưa? Cho nên khi cần tính đạo hàm thì tôi chỉ cần tính đạo hàm của U theo T. Vậy tôi nhìn ở đây tôi thấy có hai nhánh này. Tôi sẽ đi tính từng nhánh một mà tôi sẽ đi làm gì chúng lại với nhau đây? Cộng chúng lại với nhau. Đúng chưa? T có ở nhánh thứ nhất này. Vậy tôi phải tính đạo hàm theo nhánh thứ nhất này. T nó còn ở nhánh thứ hai này. Vậy tôi tính cái nhánh thứ hai này. Sau đó tôi cộng hai nhánh lại. Có nghĩa là nó từng trường hợp một đấy, rồi mình cộng lại với nhau. Vậy nhánh thứ nhất nào? Anh Cường viết cho tôi cái nhánh thứ nhất luôn nào. Nhánh thứ nhất bây giờ sẽ là gì? Anh Cường viết cho tôi luôn cái nhánh thứ nhất. Nhánh thứ nhất này. Anh Cường đâu rồi? Chạy đi đâu rồi? Vừa trả lời câu hỏi xong thì nghĩ là cô không gọi nữa à hay như nào đây? Đâu rồi, anh này đúng là đi đâu thật rồi, không thấy gì à? Đang nghĩ xem viết kiểu gì, anh viết bình thường thôi. D gì trên D gì? D cong thì anh không đánh được máy thì anh viết hẳn chữ D cong ra.
Có gì mà phải suy nghĩ. Chắc anh vừa chạy đi đâu đúng không? Nhánh thứ nhất bây giờ viết kiểu gì? Anh Trường viết được chưa? Nhánh thứ nhất đầu tiên U phải đạo hàm theo biến nào? Anh Trường. Đúng rồi đấy, anh đặt anh viết đúng rồi này. Đấy là một cái nhánh đầu tiên. Nhánh thứ hai sẽ là gì? Anh đặt anh viết đúng rồi đấy. Viết được mà cần gì phải chụp ảnh. Đâu xem nào. Đừng viết là bằng. Cái đấy nó chưa bằng đâu, đấy nó mới chỉ là một nửa của cái nhánh đấy thôi. D cong U theo D cong X nhân với D thẳng. D thẳng thì anh chỉ cần viết D thẳng là tự nó đã thẳng rồi mà. Đúng không? Cần gì phải viết là chữ D thẳng nữa. Đây nhá, ta nhìn cái nhánh thứ nhất nhá. Đầu tiên là U phải đạo hàm theo biến X này. Đúng nhá? Nhưng ở đây U là hàm nhiều biến cho nên chỗ này phải là D cong này. Đúng không? Đấy là cái nhánh thứ nhất nhá. Chỗ này x phải đạo hàm theo t này, chỗ này nó là một biến này, cho nên cái chỗ này phải là d thẳng này. D thẳng thì bản thân cái chữ d của anh nó là thẳng rồi, anh còn cần gì phải anh viết là d thẳng nữa. Đúng chưa? Cái nhánh thứ hai này, nhánh thứ hai là u đạo hàm theo y này, nhân với y đạo hàm theo gì đấy? Theo t này. Ở đây cả hai cái nhánh này đều là t cho nên anh sẽ phải cộng lại với nhau thì nó sẽ ra được u đạo hàm theo biến t. Đúng chưa? Cho nên ta sẽ có công thức này. Đấy. DU trên DT, chỗ này nó là D thẳng. Là bởi vì sau khi thay trở lại vào thì U chỉ phụ thuộc một biến. Cho nên chỗ này nó sẽ là DU trên DT này. Bằng này. Được chưa? DU trên DX này. Nhân với DX trên DT này. Đây là nhánh thứ nhất này. Cộng này. DU trên DI này. Nhân với DI trên DT này. Đây là nhánh thứ hai này. Được chưa? Đấy. Từng nhánh một cộng lại với nhau. Cả hai nhánh này đều có T là cuối cùng cho nên sẽ cộng lại với nhau. Đây mới là hai công thức rồi nha. Khi viết công thức ý, thì các anh phải xác định rõ hai cái này. Cái thứ nhất này, cái đạo hàm này là đạo hàm riêng hay là đạo hàm của hàm một biến, có nghĩa là D này là cong hay thẳng, được chưa? Và khi tính đạo hàm thì bao giờ cũng tính từ bên tay trái sang đây, U đạo hàm theo X này, nhân X đạo hàm theo T này, rõ ràng cái chỗ đấy ra nhá. Được chưa? Công thức này viết xong chưa? Rồi, ta tiếp nào. Trường hợp tiếp theo, nếu U là hàm hai biến x y ở đó y phụ thuộc theo x thì công thức này trong sách giáo khoa không có đâu. Công thức này trong sách giáo khoa không có nhưng đi thi mình lại rất là hay gặp. Hay gặp là bởi vì tính toán của nó ngắn và bản chất thì công thức này nó là cái rút gọn của một công thức khác. Cho nên là sách giáo khoa họ nghĩ là các bạn có thể tự rút gọn được. Nhưng mà người ta lại không nghĩ được là đôi khi cho rút gọn đi là các bạn không tính được, các bạn không nhận ra dạng. Vậy bây giờ các bạn vẽ cho tôi cái sơ đồ liên hệ giữa U, giữa X, giữa Y đã và sau đó tính xem nó như thế nào. Xác định là D cong, D thẳng kiểu gì. Rồi nó có mấy nhánh, các nhánh cộng lại với nhau ra làm sao. Anh Lưu Ánh Dương đâu? Lưu Ánh Dương, thiết lập cho tôi mối quan hệ của U, X và Y nào. Ừ, đúng rồi đấy, anh đạt đúng rồi đấy. Anh thiết lập được mối quan hệ đấy rồi thì anh có viết được công thức không? Anh Bằng đang để sai số thứ tự à? Số thứ tự của anh là số 7 mà.
Đây này, nên là trên hệ thống nó đang không điểm danh anh nên này. Để lại số thứ tự cho đúng đi. Trường xác định lại cái đê cong với đê thẳng cho rõ ràng đi. Ừ, anh Hiếu xác định đúng rồi đấy. Anh Hiếu xác định đúng rồi thì viết công thức đi xem nó là kiểu gì. Anh Đạt đang bị nhầm mối quan hệ xác định đúng rồi mà đến lúc lại bị nhầm. Ừ, thế mà sao của anh lại anh Lưu Ánh Dương đang vắng à? Không thấy trả lời gì cả. Bạn Hoa xác định cho tôi cái mối quan hệ nào. U phụ thuộc vào x, u phụ thuộc vào đâu nữa? U phụ thuộc vào y. Vậy thì khi mà tính u đạo hàm theo biến x, u đạo hàm theo biến y thì sao? Đạo hàm của nó sẽ như thế nào? Xem của anh Vương nào. Anh Vương cũng vẫn đang bị nhầm giữa đê cong với đê thẳng. Đây nhá, tôi sẽ chỉ cho các anh thấy này. Đây, mối quan hệ của ta đây. Đúng nhá. U này. Đầu tiên nó là hàm hai biến của biến x và biến y này. Đúng không? Nó là hàm hai biến đã này. Y lúc này phụ thuộc vào x. Đúng chưa? Vậy nhá, đầu tiên này, hai cái đạo hàm ở chỗ này sẽ là đê cong hay là đê thẳng. Đúng không? Chỗ này nó là hàm hai biến cho nên các cái d ở đây sẽ phải là d gì? D cong. Y ở chỗ này là hàm một biến của biến x cho nên chỗ này d sẽ phải là d gì ở chỗ này đấy? D thẳng. Đúng chưa? Vậy ta nhìn vào đây ta cũng có mấy nhánh đây? Hai nhánh. Cái nhánh thứ nhất nó có duy nhất một cái đạo hàm này thôi. Nhưng cái nhánh thứ hai thì nó sẽ phải đi như này. U đạo hàm theo y nhân y đạo hàm theo x. Đa phần các anh viết công thức thì ổn rồi. Nhưng vẫn bị lẫn giữa cái d cong với d thẳng. Được chưa? Công thức của các anh vẫn đúng nhưng mà khi anh viết sai cái ký hiệu nhá thì ngay lập tức là anh sẽ không có điểm. Bởi vì lúc đấy là anh bị nhầm lẫn. Cho nên trong công thức này nó vừa có u đạo hàm theo biến x là d cong, vừa có u đạo hàm theo biến x là d thẳng. Bởi vì sao? Bởi vì đây khi mà anh đạo hàm theo biến x tức là anh thay y quay trở lại vào đây thì u lúc này chỉ còn phụ thuộc duy nhất một x thì lúc đấy nó là d thẳng. Đúng chưa? Cho nên công thức của mình này, cái cuối cùng này này, khi anh thay xong rồi thì D chỗ này là D thẳng. Đây cái nhánh thứ nhất anh chỉ có đây thôi. Nhánh thứ nhất anh chỉ có đây thôi. Anh Lưu Ánh Dương thay trở lại tên cho nó đúng vào đi nhá. Thay đúng quy tắc tên, số báo danh, à, số thứ tự rồi mã sinh viên các thứ vào đi. Được chưa? Nhánh thứ nhất của anh chỉ có duy nhất là D cong U trên D cong X, không có cái gì nữa cả. Đến đây tính là hết rồi. Đây là bởi vì nó là hàm hai biến cho nên chỗ này phải là D cong. Đúng không? Tiếp tục cái nhánh thứ hai này. Đây nhánh thứ hai D cong U trên D cong Y này. Đây.
nhân với dy trên dx này, chỗ này nó là một biến cho nên nó phải là d thẳng, nó có hai nhánh thì anh lấy hai nhánh cộng lại với nhau, được chưa? Đa phần các anh là hay bị ngược hai cái chỗ d này với nhau, tức là anh đẩy d cong ra đầu và anh cho d thẳng vào trong thì anh sẽ bị sai, đúng chưa? Cho nên chỗ đấy chú ý nhá. Thế nhiều anh mới bảo là để tránh cái chuyện nhầm lẫn này thì em có thể viết khác đi được không, thì câu trả lời là được, anh viết được, không vấn đề gì cả. Chỗ này anh viết là thay vì anh viết là d cong u trên d cong x thì anh sẽ viết là u này và có chữ x nhỏ ở dưới chân vào là được. Anh này muộn cả một tiết rồi còn gì nữa. Tiếp này. D thẳng có viết vậy được không? D thẳng viết vậy đôi khi thì vẫn được, nhưng trong công thức này nếu mà anh viết như thế thì hai cái u đạo hàm theo x nó bị giống nhau. Thì trong công thức này thì nên viết rõ ràng ra, nhưng ở trong một vài công thức khác thì anh viết như thế giáo viên họ cũng vẫn chấp nhận. Họ vẫn chấp nhận. Nhưng mà trong công thức này nếu như anh viết thế thì anh thấy này, chỗ này cũng là u đạo hàm theo x này, chỗ này cũng là u đạo hàm theo x này. Cái này bản chất của nó sẽ phải là u phẩy, đúng không? U phẩy vì hàm một biến thì chỉ cần u phẩy thôi, không cần phải x nhỏ ở dưới chân. Vì nó chỉ có một biến, có nghĩa là chỉ có đạo hàm lên thôi chứ còn có cái gì đâu. Ta sang cái công thức thứ tư nhá. Công thức thứ tư này các bạn cũng tự đi xây dựng xem nó như nào nhá. Đây. U là hàm hai biến của biến xy. U bây giờ sẽ phụ thuộc vào biến nào, đúng không? Xong rồi x sẽ phụ thuộc vào biến nào? Đấy, xong rồi công thức sẽ là gì? Ừ, đúng rồi, anh đạt đúng rồi đấy. Vậy anh thiết lập được mối quan hệ rồi thì anh đi giấy cho tôi xem nào. Anh đi xác định công thức cho tôi xem nào. Xem nó sẽ là gì. Phương Anh thiết được công thức chưa? Ở đây đang cần đi tính. Viết, em viết cái công thức du đạo hàm theo biến t cho cô xem nào. Tính hàm u đạo hàm theo biến t bây giờ nó sẽ bằng gì? Các bạn tự xây dựng được công thức thì sau này các bạn sẽ thấy là nó không được đặt nhân tử chung như thế đâu. Mà không đặt được nhân tử chung chứ xem lại đi, công thức của trường đang sai rồi. Viết gì đâu, em viết là d cong trên d cong này, nhiều bạn viết được rồi đây này. Chà, d cong u nhân à? Đúng. Đầu tiên là vẽ được cái sơ đồ ra đã, xem cái mối liên hệ giữa u, giữa x, giữa y với t, với s đã.
Ô, anh bảo đánh bằng cái gì đấy? Anh bảo đánh bằng cái gì ra được đê cong này? Anh bảo đúng rồi đấy. DU trên DX. Ở đây tất cả các hàm của mình đều là hàm nhiều biến nhé, anh Vương nhé. X cũng là hàm hai biến, Y cũng là hàm hai biến. Cho nên các cái đề ở đây đều đề cong hết, trong công thức này không có công thức cái nào là đề thẳng cả. Trong công thức này không có cái nào là đề thẳng. Anh Chiến đúng rồi đấy, anh Chiến đúng một công thức rồi, còn một công thức nữa DU trên DS nữa. Anh Nam lưu ý ở đây các đề của mình đều là đề thẳng, à đề cong hết, bởi vì hàm của anh đều hàm nhiều biến mà. Làm sao mà lại ra đê thẳng ở đấy được? Anh Lâm dùng ký hiệu này cũng được này. Đúng rồi. Mỗi tội là trông nó hơi rối mắt tí thôi. Đúng rồi đấy. Đúng chưa? Các bạn cứ xây dựng, tự xây dựng được công thức thì sang đến cái các cái bài sau mình sẽ tự làm được hết. Đây nha, mình sẽ có này. U này, đầu tiên nó là phụ thuộc vào x và y này, đúng không? X là phụ thuộc vào s và t này, y cũng phụ thuộc vào s và t này. Vậy ở đây các hàm của mình đều là các hàm nhiều biến hết, không có một cái hàm nào là hàm không có hàm nào là hàm một biến cả. Đúng không? Ngay kể cả sau khi anh thay x, y vào u thì nó cũng là hàm hai biến của s và t. Vậy tất cả trong công thức của mình toàn bộ là đê cong hết, không có một cái đê thẳng nào cả. Và sau khi u thay trở lại vào đây nó là hàm của s và t, cho nên mình phải đi tính du trên dt và du trên ds, đúng không? Thế mình cứ đi theo từng nhánh một. T ở đây nó có hai nhánh này, thì mình tính từng nhánh một đây. U đạo hàm theo x này, x đạo hàm theo t này, u đạo hàm theo y này, y đạo hàm theo t này, hai nhánh này mình đem cộng lại với nhau này. Đấy, đúng chưa? Tương tự như thế với s, s nó cũng có hai nhánh này, thì mình cũng đi từng nhánh một xong rồi mình cộng lại với nhau, đúng không? Cho nên cái việc mà mình vẽ cái sơ đồ mối liên hệ này ra này, nó làm cho mình rất là rõ ràng mạch lạc. Và sau này trong trường hợp người ta có đổi vai trò của biến thì mình cũng vẫn sẽ làm được nếu mình cứ đi đúng các cái đường như thế. Đúng chưa? Cho nên mình sẽ có công thức đầu tiên. Đúng rồi. DU trên DT sẽ bằng. Đấy, cứ đi đúng từng nhánh một. Được chưa? DU trên DT. Đây. Hai cái nhánh có T đây. Đây là nhánh thứ nhất này. Đây là nhánh thứ hai này. Và lưu ý ở đây là hàm của mình đều là hàm nhiều biến. Cho nên không có cái nào là đê thẳng hết. Như anh Nam hay anh Chiến nhỉ? Có đê thẳng đấy. Thì nó sẽ bị sai. Được chưa? Và lưu ý là anh đã sai thì thôi nhá, là không có điểm đâu, sai là thôi, không có tính điểm gì ở chỗ đấy cả. Vậy ở đây người ta bảo là có bốn công thức. Nhưng thực chất là các công thức nào giống nhau về mặt bản chất. Chả có gì khác nhau cả. Đúng không? Mình cứ vẽ được cái mối liên hệ giữa U, giữa X, giữa Y, giữa T là mình sẽ tính được ra hết những cái khác. Xét ví dụ nào. Các bạn đã viết xong công thức chưa? Còn bạn nào cần phải xem lại công thức không? Tính đạo hàm của các hàm hợp sau. Hàm thứ nhất này. Y bằng x mũ 3. U chứ, U bằng x mũ 3. X bằng e mũ 2t sin s. Tính du trên dt và du trên ds. Thiết lập mối quan hệ ra.
Thiết lập mối quan hệ ra, sau đó tính xem nó là gì. Trần Quý Đạt nào. Trần Quý Đạt thiết lập cho cô cái mối quan hệ của U, của X, của T và của S nào. Sau đó viết cho cô hai cái công thức mà em sẽ phải dùng để áp dụng vào. Đúng rồi. Đúng rồi, nhưng mà em sau khi tính toán xong em thay cái x trở về biến t và s hết nha. Với lại làm tắt quá. Trường vẫn bị lẫn giữa d cong với d thẳng. U sau khi thay vì t với s vào thì nó là hàm nhiều biến hay hàm một biến? Sau này có số 3 ở 3 x bình. Ừ, đúng rồi, nhưng mà đúng rồi, đổi thành cong là bởi vì nó là hàm nhiều biến thì nó phải là d cong chứ, hàm một biến thì nó mới là d thẳng chứ. Sau khi thay trở lại vào đây thì u sẽ trở thành hàm hai biến mà. Đâu rồi anh Đạt, đâu rồi? Vâng ạ, xong rồi, đâu rồi mối quan hệ của u, của x, của t đâu? Công thức anh cần áp dụng là công thức nào? Trong công thức đấy cần phải đi tính những cái gì? Phải rõ ràng lên chứ, phải tính ra. Trọng này. Trọng cũng vẫn bị nhầm giữa d cong với d thẳng. Sao d thẳng hết thế này? X nhìn lại đi, chép sai đề bài rồi. Còn nhân với sin s nữa kìa, không nhìn thấy chữ sin s à? Trọng tính sai rồi. Ừ, của anh Đạt đúng rồi. Trọng xem lại đi, em nhìn đề bài sai rồi. Em nhìn đề bài sai nên em tính bị sai hết rồi. Bạn Vương ở đây nhìn lại cái u theo biến x xem nó là hàm một biến hay hàm nhiều biến hay nó là cái gì. Đúng nhá. Thì mới được. Chứ em vẫn đang bị nhầm giữa d cong với d thẳng. Ở đây nhắc lại một lần nữa nhé, là hàm một biến thì đạo hàm sẽ là d thẳng, hàm nhiều biến đạo hàm sẽ là d cong. Vậy khi mình xác định ở đây cho nó rõ ràng ra nhá, du trên dx này, đây là hàm một biến cho nên du trên dx là d thẳng này, đúng không? Nhưng x này là hàm hai biến của t và s cho nên đạo hàm của x sẽ phải là d cong này, đúng chưa? Và sau khi thay x trở lại vào u thì u lại trở thành hàm hai biến của t và s cho nên du theo cái anh dt và ds phải là d cong thì nó mới đúng được. Vậy mình sẽ có công thức này mình có rồi, du trên dt sẽ bằng du trên dx, đúng không? Nhân với dx trên dt. Vậy là mình phải đi tính du trên dx, mình phải tính dx trên dt, đi tính các cái đấy. Không có chuyện nhầm nhá, chỉ có chuyện sai thôi. Học sinh nhầm là học sinh sai, đúng không? Mà sai thì phải trả giá bằng việc lại ngồi tiếp này. Đây, du trên dx này, hàm này là hàm một biến này, cho nên cái d này là d thẳng này. Được chưa?
x đạo hàm theo biến t nó là hàm nhiều biến này, cho nên nó là d cong này. X đạo hàm theo biến s nó cũng là d cong này. Được chưa? Đấy. Sau đó bây giờ thì đi lắp công thức vào thôi, áp dụng công thức vào. Công thức đây. DU trên DT nhá, nó là d cong nhá. DU trên DX là d thẳng nhá. Đúng không? DX trên DT là d cong nhá. Hàm một biến và hai biến rất là rõ ràng. Của anh Hiếu à, chưa xem. Anh Hiếu ký hiệu các cái đạo hàm vẫn sai, U, T nhỏ dưới chân chứ làm sao mà lại U đóng mở ngoặc T ở đấy được. Được chưa? Thay số nó vào thôi. 3x bình phương này, nhân này. Đến đây chưa xong đâu nhá. Đến đây vì anh đang tính theo T và S, có nghĩa là anh đã thay trở về hết T với S rồi, thì chỗ này anh phải thay trở lại vào. Thay thành 6, thay hết vào x thành t và s vào. X bình lên thì thành e mũ 4t với lại cả e mũ 2t là thành e mũ 6t vào. Rút gọn nó vào, nhiều anh vẫn không rút gọn để nó cồng kềnh. Tương tự như thế với du trên ds. Được chưa? Và thay nó vào. Cho nên anh Nghĩa đang viết cái gì đây không đúng đâu. Em nhìn nhầm, đúng không? Em nhìn nhầm đề, em viết nhầm, xong rồi em tính nhầm, ba cái nhầm thế là thôi vứt đi rồi còn gì nữa. Ba cái nhầm là thành F rồi đấy. Ba cái nhầm là anh lại ngồi với K63 bây giờ. Được chưa? Chỗ này bạn còn bạn nào hỏi gì nữa không? Cái công thức này còn bạn nào hỏi gì nữa không? X bình phương ở đâu á? Hay là x bình phương cái gì? Đây, x bình phương này là ở DU đạo hàm theo biến x bằng 3 x bình phương đây còn gì nữa? Anh thay x bình phương đề bài cho x bằng gì? Đề bài cho x bằng e mũ 2t sin s còn gì nữa? Thì anh bình phương cái đấy lên. Chết thật, đầu đang ở trên mây trên gió rồi. Được chưa? Còn bạn nào hỏi gì nữa không? Không thì ta sang ví dụ thứ hai. Mọi thứ ở trong đề bài người ta cho hết rồi, chỉ có là anh có chú ý hay không thôi. Ví dụ thứ hai này, sao anh Dương nhắn nhầm à hay là gì đấy? Anh Dương thiết lập mối quan hệ của bài này đi. Đấy. Còn đang học đâu, đang chat chít ở đâu xong rồi nhắn nhầm vào đây. Thiết lập mối quan hệ của U, X, Y và T đi. Đã vào muộn rồi lại còn học không tập trung.
Đúng rồi. Anh Dương thiết lập được mối quan hệ của U, X và T chưa? Kể được cái sơ đồ đấy chưa? Viết được công thức mình cần áp dụng chưa? Anh đang cần áp dụng công thức nào? Viết đi. Đang viết gì mà viết lâu thế? Đạt. Xem lại cái D cong với D thẳng. Sau khi thay T trở lại rồi thì U lúc này là hàm mấy biến? Chụp được chứ sao không chụp được. Anh muốn làm nào anh gửi được cho tôi thì anh gửi. Anh không chụp được ảnh thì anh viết tay cũng được, chả sao cả. Anh Hùng rút gọn lại đi. Sau khi tính toán xong thì rút gọn lại. Quan trọng nhất là cái quá trình trình bày ấy, chứ còn kết quả ảnh hưởng gì đâu. Số hình như sai đâu. Dương Thị Thảo đúng rồi, nhưng mà em thay cái ấy vào. Đóng mở ngoặc cho đúng chỗ và anh Hiếu và thay xy về t hết đi. Chờ anh Dương lâu quá nhỉ? Chưa thấy anh ấy đưa ra một cái phản hồi nào cả. Anh Đạt Anh đúng rồi đấy. Chỗ này đây của bạn nào đây? Trung nhá, Quang Trung này, xem lại dấu má rút gọn khi tính toán này. Đến cái dòng thứ 1 1 2 3 4, dòng thứ tư từ dưới lên vẫn còn đang đúng. Đấy, dòng thứ tư từ dưới lên vẫn còn đang đúng, mà đến dòng các ba cái dòng cuối cùng thì lại sai ở đâu đấy rồi. Tôi chưa kiểm tra được xem là sai ở đâu. Sai ở đâu cho nên dẫn đến kết quả là bị sai. Chung xem lại nha. Của bạn Bảo đúng rồi đấy. Nghĩa là em tính toán ở đằng trước thì ổn rồi. Mà xong rồi thì nó lại dấu trừ đằng trước à. Nhưng đến cái rút gọn cuối cùng của em là đang bị sai. Chỗ này bạn Trang ẩu thế nhở? Chỗ thì để y, chỗ thì để x, thay thì phải thay hết vào chứ. Không thay thì thôi, thay thì phải thay hết vào. Y thay hết trở lại, x thay hết trở lại, x thì thay, y thì để. Đấy. Chỗ thì thay, chỗ thì không. Nửa sau thì thay, nửa trước thì không thay, rất là cầu thả. Thay thì phải thay hết trở lại vào.
XY là thay hết vào. Dương chắc đang tính sai ở đâu rồi đấy. Kết quả nó đều bị sai rồi. Xem nốt của bạn Trà rồi chữa nha. Trường. Trường vẫn cứ bị đê cong với đê thẳng. Đê cong với đê thẳng vẫn chưa đúng. Tính đạo hàm theo biên x còn đang sai kìa. Tính lại đi. Sai rồi, sai hết ngay từ đầu rồi. Thứ nhất là công thức đê cong với đê thẳng còn đang sai kìa. Đạo hàm theo biến x theo biến y còn đang sai kìa. Của Trà đúng rồi, nhưng thay x y thành sin cốt hết đi nhá. Của Trà đúng rồi đấy. Nguyễn Minh Hiếu, kết quả sai rồi. Thôi nhá, ta chữa này. Là có này, u đạo hàm theo biến x, u đạo hàm theo biến x bằng 6x cộng với 2y. Cái này chỗ này anh Trường còn tính sai được. Của Chiến đúng rồi này, có thể rút gọn được thêm nhưng mà để như thế là cũng được. 6x cộng 2y này, u đạo hàm theo biến y bằng 2x trừ 2y này. Được chưa? Bây giờ tính nốt x đạo hàm theo biến t và y đạo hàm theo biến t này. Ở đây các bạn d cong, em nhầm, em sai, đừng nói em nhầm. Ở đây tất cả không có chấp nhận. Nhầm nhá. Em viết đầu tiên u đạo hàm theo x là em viết là d bằng 3x bình cộng 2y là sai còn gì? U đạo hàm theo biến x là dòng đầu nhá, dòng đầu là sai ở chỗ du trên dt nhá, chỗ đấy phải là d thẳng nhá. U đạo hàm theo biến x tính đạo hàm sai nhá, đúng không? Đấy, hai cái dòng đấy là sai rồi còn gì. Chỗ này nhiều bạn hỏi là em không tính rời từng cái ra một mà em gộp luôn vào công thức được không? Thì câu trả lời là được, với điều kiện là em tính đúng. Nhưng em nhớ là nếu em chỉ cần tính sai một số hạng trong một tổng thì cả cái tổng đấy là em sẽ bị sai, được chưa? Vậy khi trình bày tốt nhất là mình lên trình bày từng bước nhỏ ra để tránh trường hợp là trong trường hợp này nếu em tính x đạo hàm theo y đạo hàm theo x đạo hàm theo t, y đạo hàm theo t có sai thì em vẫn được điểm hai cái đạo hàm trên, đúng không? Tức là mình tách nhỏ ra thì mình sai chỗ nào trừ điểm chỗ đấy. Nhưng nếu mình gộp lại nhá mà mình sai là mình sẽ bị vứt hết luôn, cho nên đừng gộp. Đừng gộp lại làm gì cả. Khi tính thì nên tính đơn lẻ nó ra. Nó sẽ không bị sai. Được chưa? Đấy là cái cách mình làm bài đấy. Ở đây cũng nhắc luôn một số bạn là tính đạo hàm, hàm lượng giác hay bị nhầm với tích phân nhá. Đạo hàm của sin thành cốt, đạo hàm của cốt thành sin ấy là hay bị nhầm với tích phân thì chú ý cái chỗ đấy để tính cho nó không bị sai. Đấy, của anh Trọng lần này tính đúng rồi này. Được chưa? Áp dụng công thức vào. Đây, công thức đúng của nó chỗ này phải là d thẳng, bởi vì sau khi thay vào u chỉ còn phụ thuộc mỗi t thì nó là hàm một biến thì nó phải là d thẳng, không thể là d cong ở chỗ đấy được. Mà thay vào để tính. Đến đây các bạn nhớ là phải thay xy vào nhá. Đừng có để nguyên, thay xy vào. Và khi tính đạo hàm riêng thì cũng đừng có cộng hai cái đạo hàm riêng lại với nhau. Chỉ có bài nào nó có một cái thì mình mới cộng, còn lại thì không thì không cộng. Được chưa? Thay trở lại vào. Và chỗ này bạn nào rút gọn được nữa thì càng tốt nhé. Rút gọn ở đây là gì? Cốt bình trừ sin bình thì sẽ bằng cốt 2t này. Chỗ này sin t cốt t thì sẽ bằng sin 2t này. Đấy, có thể rút gọn được. Còn không thì để thế này cũng được. Ta nghỉ giải lao một lát nhé, xong rồi ta sẽ quay trở lại học.
Cô bảo kết quả đúng rồi, vừa nãy cô bảo rồi mà, bảo kết quả đúng rồi mà. Nhưng mà chỉ có điều là bảo đúng rồi mà. Vừa nãy cô bảo bảo đúng mà. Cô bảo là bảo sai à? Sai dấu à? Ngược dấu à? Em viết mỗi kết quả thì nó sẽ rất là khó nhìn. Trình bày nó ra thì nó sẽ dễ. Con đi bộ về nhá.
bài bài 6 ở trong đạo hàm hướng nhé. Dọc theo đường này, đúng không? Anh Trung đang hỏi cái bài 6 đấy đúng không? Dọc theo đường nhé. Thì ở đây mình lưu ý là dọc theo đường thì cái vector chỉ phương ấy chính là cái vector, chính là cái vector V. Vector chỉ phương ở đây là vector 2, 1, trừ 2 này. Nhưng ở đây người ta lại bảo là theo hướng giảm của x. Thì cái đường thẳng của mình ấy, cái vector chỉ phương nó sẽ có hai hướng. Một là hướng x tăng, hai là hướng x giảm. Thế thì ở đây muốn biết x tăng hay giảm thì mình cứ nhìn vào cái tọa độ x của cái vector. Tọa độ x mà mang dấu dương thì có nghĩa là theo hướng đấy x sẽ tăng. Tọa độ x mà mang dấu âm thì hướng đấy sẽ là hướng giảm. Vậy cái vector V của mình ở đây đang là 2, 1, 2 này, có nghĩa là x mang dấu dương này. Vậy theo muốn theo hướng giảm của x thì chỉ cần ngược hướng cái vector đấy lại là được. Chỉ đổi dấu thôi. Chính là cái vector chỉ phương nhưng mà đổi dấu nó đi. Chỗ đấy anh Trung rõ chưa? Đấy. Đọc đề bài thì đọc cho kỹ, ví dụ như yêu cầu tìm vector pháp tuyến đơn vị. Thì nếu nó mới chỉ là vector pháp tuyến thì chưa đủ, nó còn có cái chữ đơn vị ở đấy đấy. Thì phải nhìn vào đấy để mà biết. Vào lớp được chưa? Thôi ta vào lớp nha. Vào lớp tiếp nào, ta làm tiếp ví dụ nào. U này bằng x sin y này với y bằng e mũ x bình. Anh Đỗ Duy Hùng nào, viết cho tôi cái công thức ở đây mà anh sẽ áp dụng. Công thức mà anh sẽ áp dụng ở đây sẽ là công thức nào?
Đỗ Duy Hùng đâu? Em đây, em viết cho cô cái công thức mà em sẽ dùng cho bài này đi. Đây mới đó gì? Của bạn ấy đúng rồi này, của bạn Trà đúng rồi này. Công thức số 3, vậy anh tính cho tôi U đạo hàm theo X, U đạo hàm theo Y nào. Sin y, anh viết mỗi sin y thì tôi biết nó là cái gì. Viết mỗi sin y không. Ờ, được rồi đấy, anh Tú được rồi đấy. Anh Trường viết e mũ x bình, viết cho nó đàng hoàng lên, viết e mũ x bình mà cái x của anh nó nằm ở dưới chân đi. Đúng rồi anh Chiến, đúng rồi này. Đúng rồi, vậy anh thay nốt trở lại vào cái công thức số 3 của anh đi xem nào, xem công thức số 3 của anh nó sẽ ra là cái gì nào. Đúng rồi, của anh Trọng đúng rồi. Bỏ dòng cuối đi à? Tức là tự em biết em nhầm đúng không? Đúng rồi, bỏ dòng cuối đi, dòng 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 đến dòng áp chót là đúng rồi. Và cũng chỉ cần đến dòng áp chót thôi, không còn cần cái gì nữa đâu. Dòng đầu tiên đúng rồi, nhưng mà viết cái ký hiệu của D DI DX, cái D cong em viết trông nó rất là giống D thẳng. Sin Y nhân X cos Y nhân, đấy đúng rồi, của anh Hùng đúng rồi. Và bây giờ anh Hùng chỉ cần thay chỗ nào có Y anh thay bằng E mũ X bình vào nữa là xong. Được chưa? Ở đây các anh chỉ cần thiết lập được mối quan hệ này, mối quan hệ giữa x này, giữa y này, giữa u này, sau đó viết được công thức ra là được. Viết công thức ra sau đó xem là trong cái phần công thức đấy mình cần tính cái gì, nó sẽ tính được đấy nha. Ta chữa này. U đạo hàm theo biến x này bằng sin y này, được chưa? U đạo hàm theo biến y này thì sẽ bằng x nhân với cos y này. Bây giờ u y đạo hàm theo biến x nó là hàm một biến cho nên nó là d thẳng này, bằng u phẩy em u này. Và áp trở lại công thức thôi của anh Nghĩa đúng rồi, nhưng anh phải viết trình bày nó ra. Anh không trình bày nó ra thì làm sao mà nhìn mới biết được. Đúng chưa? Áp dụng công thức vào. Áp công thức vào và cái gì tính được rồi thì tính vào thôi. Đúng chưa? Đây ta nhìn nhá, chỗ này phân biệt cho tôi cái DU trên DX này là D thẳng này. Còn cái DU trên DX này là D cong này. Thì khi viết ý, viết cho nó rõ ràng ra. Mà trên này mình có hết các thành phần rồi thì mình thay trở lại vào là xong thôi. Nhớ thay Y bằng E mũ X bình vào đây nhá, là được. Thay y bằng em mũ x bình mà. Thì ở đây anh cứ lập được sơ đồ, anh cứ vẽ được ra là xong hết, không có vấn đề gì cả. Xét ví dụ thứ tư này.
Ví dụ này nó là một dạng bài tập, nó là một dạng bài tập. Ở trong phần bài tập đấy nó có mấy cái bài có dạng như này. Cho uxy bằng u của ax cộng bi với ab là hằng số. Chứng minh rằng b nhân với u đạo hàm theo biến x bằng a nhân với u đạo hàm theo biến y. Được chưa? Vậy đầu tiên bài này nhé, với bài này này, mình sẽ phải đặt cái AX cộng BY bằng T. Bởi vì mình đã biết nó là cái gì đâu thì mình phải đặt nó ra, được chưa? Cho nên chỗ này sẽ đặt AX cộng BY bằng T, chứ các bạn không thể tính được ngay đạo hàm đâu nhé, phải đặt nó ra. AX cộng BY bằng T này. Đặt xong rồi, thì mình mới nhìn vào đây. Lúc này U của mình sẽ trở thành hàm U chỉ còn của biến nào thôi, của biến t thôi, đúng chưa? Khi đó uxy thực chất nó chỉ là ut thôi. Vậy bây giờ đi thiết lập mối quan hệ, tức là vẽ cái sơ đồ của u này, của t này, của x này và của y này. Thiết lập cái mối quan hệ giữa U này, giữa T này, giữa X, giữa Y này. Đế cong hay đế thẳng? Viết cho nó rõ ràng ra. Trời ơi, viết chữ D thế kìa. Hàm ẩn à, đây là hàm hợp chứ ẩn gì, đã ẩn 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 ít gì đâu, đây là hàm hợp chứ. À, anh viết thế này để đi thi thì vậy thì anh phải tập viết chữ D cong cho nó đàng hoàng vào. Còn nếu anh không biết được chữ D cong thì anh viết là u đạo hàm theo biến x nhỏ dưới chân ấy, anh đừng viết như này, anh sáng tác ra ký hiệu mới này, đi thi người ta không chấp nhận cái ký hiệu đấy đâu. Anh nào viết được cho tôi cái mối quan hệ của U, của T, của X, của Y nào? Xem cái mối quan hệ ở đấy nó sẽ là gì? Không, của anh Dương sai rồi. Không phải, của anh Chiến cũng bị nhầm rồi.
Ở đây mình phải nhìn này. Đầu tiên U là hàm của biến T trước nhé. Đây này, U, T trước này. Sau đó T mới là hàm của biến XY. Đúng chưa? Cho nên ở đây U phải là hàm của biến T trước này. Được chưa? Sau đó T mới là hàm của biến X và T là hàm của biến Y này. Vậy cái mối quan hệ phải là U này, đi đến T này. Từ T rẽ nhánh ra thành X và Y này. Đúng không? Và sau khi thay T bằng AX cộng BY vào thì hàm U này nó mới trở thành hàm hai biến này. Vậy lúc này D cong U trên D cong X này sẽ bằng gì? Theo đúng công thức của mình, ấy, D cong U trên D cong X sẽ bằng gì? D cong U trên D cong X bây giờ sẽ bằng gì? Bằng mỗi A không thì chưa được. Nó là hàm hợp mà. Nó là U này, phụ thuộc vào biến T trước này. Xong từ T nó lại phụ thuộc vào X này, phụ thuộc vào Y này. Đúng chưa? Vậy cái công thức mà mình áp dụng ở đây ấy, nó là công thức nào? Chỗ đấy là anh Chiến đang bị ngược cái mối quan hệ giữa X, Y và T. Đúng rồi. Đấy, anh Chiến bây giờ mới viết đúng nè. DU trên DT bằng gì? Thì ở đây câu trả lời là chưa biết. Bởi vì có biết hàm U người ta cho là hàm nào đâu. Nếu UXY người ta cho bằng T bình phương, cho bằng T mũ 3 thì anh ấy tính được đạo hàm. Còn nếu chưa biết thì anh cứ để nguyên đấy. Anh chả để làm gì cả. Ừ đấy bạn Trà đúng rồi đấy. DU trên DX nha, sẽ bằng là DU trên DT này. Đúng chưa? Nhân với DT trên DX này. Đấy mới là công thức đúng này. Và ở chỗ này, trong công thức này, cái nào anh tính được thì anh tính, còn cái nào anh không tính được thì anh để nguyên đấy. Bởi vì anh đừng lo người ta có bắt anh tính ra đâu, người ta bắt anh chứng minh một biểu thức nào đấy mà. Đúng chưa? Cho nên là không việc gì phải lo lắng ở chỗ đấy cả. Ta sẽ có này, đây ta tính này. T đạo hàm theo biến X bằng A này. T đạo hàm theo biến Y bằng B này. Đây, T đề bài cho đây. Đúng chưa? Vậy T đạo hàm theo biến X là tính được này. T đạo hàm theo biến Y là tính được này. Cái U đạo hàm theo biến T thì mình không biết. Không biết thì mình để nguyên đấy. Không vấn đề gì cả. Của bạn Bảo đúng rồi đấy. Đúng chưa? Vậy áp dụng công thức vừa nãy mình vừa nói vào nhá. Áp dụng công thức này. DU trên DX này. DU trên DX này. Đúng chưa? Vậy mình nhớ ở chỗ này mình thay vào DU trên DT mình không tính được nhá. Không tính được thì mình để đấy. Bởi vì hàm người ta chưa cho thì mình không tính được. Sau này càng nhiều bài mà người ta không cho càng tốt. Cho là mình phải tính, còn không cho thì là mình vẫn để đấy mà. Đúng rồi. Của anh Hiếu đúng rồi đấy. Đúng chưa? Vậy chỗ này cái DT trên DX tính được thì thay vào, còn cái DU trên DT không tính được thì để nguyên đấy. Đúng không? Tương tự như thế với DU trên DI. Cái DU trên DT này cũng không tính được. Không tính được thì để nguyên đấy. Chỉ có cái T trên này này là tính được. Tính được thì thay trở lại vào thôi. Vậy thay trở lại vào công thức. Công thức người ta bắt chứng minh là B DU trên DX. Còn ở dưới này là A DU trên DI. Thì đây nhân nó vào thì nó sẽ thành A bằng nhân với B. Đúng không? Nên nó sẽ là một công thức mà mình sẽ tính được. Thay vào công thức ta có điều phải chứng minh.
cái trình bày của trường lúc đầu cũng được, không vấn đề gì cả. Chỗ đấy em viết là u phẩy cũng được, nhưng mà nên trình bày cho nó rõ ràng mạch lạc hơn thôi. Còn ở đây cái du trên dt là không đúng nhá. À, du trên dt bằng 1 là không đúng. Hàm người ta chưa cho thì mình không biết nó là cái gì cả. Mà không biết thì mình cứ để nguyên như thế thôi. Xem lại đề á. Đề đây. Đề này chính là một cái bài tập. Đấy, em viết sai đề. Thế thì còn nói chuyện gì nữa? Đề là D cong chứ sao nữa? D cong là em nhìn D cong này là D cong U trên D cong X còn gì? Thì có gì sai ở chỗ này nhỉ? D cong U trên D cong X đây còn gì? Thế còn cái DU trên DT đây là một cái biến mới mình mới đặt ra mà. Có ảnh hưởng gì đâu. Được chưa? Chỗ này hiểu chưa? Cái DU trên DT, T nó là một biến, hàm một biến thì anh chỉ cần D thẳng thôi. Bài này còn anh nào hỏi gì nữa không? Bài này đơn giản mà nhỉ, có khó đâu. Trong phần bài tập có mấy cái bài tương tự như thế này, nghĩa là các bạn cũng sẽ phải tự đi đặt một biến. Sau đó các bạn sẽ phải đi xây dựng công thức và sau đó các bạn tính. Và trong phần bài tập thì cũng có một vài bài họ sẽ đổi cái vai trò của biến đi. Bài này cũng là một cái bài đã đổi vai trò của biến rồi này. Trước đây là ta cứ quen với việc là U sẽ phụ thuộc vào X, đúng không? Hoặc là U sẽ phụ thuộc vào XY, rồi XY mới lại phụ thuộc vào biến khác. Nhưng bài này nó cũng đã đổi vai trò rồi, U phụ thuộc vào T, T sau đó mới phụ thuộc vào XY. Thì ta cứ chú ý ở chỗ đấy, ta cứ xây dựng được sơ đồ này. Xong từ sơ đồ đấy ta viết được công thức này. Nhìn vào công thức xem là cái gì cần tính, cái gì không. Thì cái nào tính được thì tính nó ra. Hai lá mã đạo hàm hàm ẩn. Đạo hàm hàm ẩn. Cái đạo hàm hàm ẩn này thực chất là ở giải tích hàm một biến là mình đã học rồi đấy nhá. Mình cũng đã có học qua rồi. Mình cũng đã có nói đến cái đạo hàm hàm ẩn này rồi. Sang đây thì mình vẫn làm nó, nhưng mà mình làm với cái phương thức mới, tức là mình làm với cái đạo hàm riêng thôi. Chứ còn thực chất là ở hàm một biến mình cũng đã tính đạo hàm hàm ẩn rồi, chứ không phải là không. Hàm ẩn y bằng fx. Hàm ẩn y bằng fx được xác định bởi phương trình. Fx y bằng 0.
Ở đây khi mình đọc đến như thế này thì mình phải thấy ngay là à cái thằng F lớn là chưa có, đúng không? Chưa có thì mình phải đi đặt. Và đặt nó bằng cách nào? Đặt nó bằng cách là đề bài cho cái gì thì mình chuyển hết nó về một vế để cho fxy bằng 0. Được chưa? Sau đó mình áp dụng công thức dy trên dx bằng trừ fx trên fy. Trừ fx trên fy. Vậy để làm cái bài đạo hàm hàm ẩn này mình chia nó ra thành các bước cho nó rõ ràng ra nhá. Bước 1 này, phải đặt được xem là hàm fx, f lớn ở đây là cái gì đã, đúng không? F lớn xy bằng gì? Đấy là mình phải đặt nó ra. Đề bài thường không cho. Có những bài thì họ chuyển vế cho mình rồi thì tốt. Bài nào chưa có thì mình phải chuyển vế nó về, đúng chưa? Bước thứ hai. Bước thứ hai ở đây mình sẽ làm gì? Bước thứ hai ở đây mình sẽ phải đi tính f đạo hàm theo biến x và f đạo hàm theo biến y. Được chưa? Và bước cuối cùng là chỉ còn áp dụng công thức vào thôi. Áp dụng công thức vào. Thông thường thì cái đạo hàm này sau khi các bạn tính toán xong ấy, thì các bạn nên rút gọn lại. Bởi vì sẽ có những bài nó sẽ bắt tính đạo hàm cấp 2 chẳng hạn. Thì bạn mà không rút gọn ấy, thì đến cái bước đạo hàm cấp 2 nó sẽ khó. Cho nên nhớ là rút gọn vào. Trường hợp hàm hai biến cũng thế. Hàm z bằng zxy được xác định bởi phương trình f lớn x y z bằng 0. Lúc đó z đạo hàm theo biến x sẽ bằng trừ f lớn x trên f lớn y. Z đạo hàm theo biến y sẽ bằng trừ fy trên fz. Thì với cái bài đạo hàm hàm ẩn này mình cũng sẽ phải chia ra thành các bước. Bước 1 là mình cũng phải đi đặt xem là f lớn x y z là bằng gì. Đúng chưa? Nếu trên đề bài mà người ta cho sẵn nó bằng 0 rồi thì tốt, còn chưa có thì nhớ là chuyển hết về một vế nhá. Bước thứ hai là cũng đi tính các đạo hàm riêng cấp 1, f lớn x, f lớn y và f lớn z. Và bước thứ ba cũng là đi áp dụng công thức vào thôi. Được chưa? Thông thường đề thi mà vào bài hàm ẩn ấy, thì các bạn lại làm không tốt đâu nhá. Bởi vì lát tôi sẽ cho các bạn một ví dụ. Các bạn nhìn vào các bạn không phân biệt được đấy nó là hàm ẩn hay là không. Nên là các bạn cứ đi cắm đầu và tính luôn. Nó dẫn đến là bị sai. Thế còn ai mà ra đề mà dễ tính thì họ sẽ viết rõ là tính đạo hàm hàm ẩn. Thế còn không thì họ chỉ nói là tính đạo hàm. Thế là các bạn không nhận diện được nó là hàm ẩn. Cho nên các bạn tính bị sai. Nên cái chỗ đấy là phải chú ý. Đấy, vậy các bạn nhớ là khi mà mình nhìn vào cái định nghĩa này này mình phải đẩy ngay trong đầu mình các bước tính như nào thì nó sẽ dễ dàng. Được chưa? Ví dụ này. Tìm đạo hàm của hàm y bằng fx được xác định bởi phương trình. Đây, phương trình đây. X nhân với sin y bằng x cộng y. Rõ ràng là chỗ này mình không thể rút được ra y bằng bao nhiêu. Đúng không? Nếu em chuyển x, nhiều bạn bảo em chỉ cần chuyển x sang đây là có y bằng. Thì các bạn nhớ là y nó còn nằm ở trong sin y này nữa. Chứ không phải là y chỉ nằm một mình ở cái chỗ kia.
Trường à, chưa xem. Trường làm đúng rồi. Trường làm đúng rồi nhưng mà làm tắt. Trần Hán Quân đâu? Trần Hán Quân có không? Vắng đúng không? Lớp này đâu vắng hết rồi à? Gọi đến ai không thấy thưa. Đây ạ, à, đây ạ, à, FLXI của em đặt là gì? FLXI em đặt là gì? Em dùng máy tính cây em vẫn đánh được mà, em có cần phải chụp ảnh, em có cần phải đánh cái ký tự gì đặc biệt đâu. Em viết giống như là em đang nhắn tin như này này. FLXI của em bằng gì? Em dùng cái gì mà chả được? Dùng máy tính cây em vẫn nhắn được mà, FLXI ở đây bằng gì? Bài này quá dễ, đúng rồi, bạn Chiến làm đúng luôn đó. Quân có trả lời được câu hỏi FLXI bằng gì không? Không, ở đây muốn xác định FLXI thì anh chỉ cần chuyển vế nó sang, còn anh chuyển sang vế nào cũng được nha, tùy anh, đúng không? Anh chuyển vế nào cũng được. Anh Lương Nguyễn Minh Ngọc nào, Minh Ngọc đâu? Minh Ngọc có không? Cô bật mic lên rồi mà nhỉ? Có, trả lời cho cô xem FLXI của em bằng gì? FLXI bằng gì? FLXI bằng gì? Ngọc đâu rồi? Vừa có ạ một cái xong rồi lại lại mất hút rồi. Đang thực hiện giãn cách các câu trả lời đúng không? Theo quy định của Bộ Y tế à? Em chuyển hết về một vế, vậy chuyển hết về một vế thì bây giờ cái vế của em bây giờ nó sẽ là gì? Đây, hàm đề bài người ta cho đây, đúng không? Vậy thì em chuyển hết về một vế, bây giờ em sẽ có cái gì ở chỗ này? Nguyên tắc của mình đây nhá, đề bài người ta cho là gì? Hàm của mình phải được xác định dưới dạng là fxy bằng 0, đúng không? Thế ở đây cái đề bài của mình nó chưa có fxy bằng 0 thì mình phải làm thế nào để cho nó thành fxy bằng 0? Bảo đúng rồi đấy Bảo. Vậy anh Ngọc, cái FXY của anh là gì? Chỗ này anh Tiến viết rõ là FLXY bằng gì ra nha. Bởi vì ở trên anh chưa có F lớn XY, ở dưới tự dưng anh có F lớn X xong lại F lớn Y, đạo hàm thay biến Y thì là không được. Anh Hiếu nghe được chưa? Được chưa? Đấy, anh Tiến là được rồi, chỉ có cái chỗ F lớn XY trình bày lại một chút là được. Này anh Ngọc nhỉ, vẫn chưa thấy trả lời đâu. Vẫn chưa thấy câu trả lời của anh đi đâu cả. Bạn nào làm được ý A rồi thì làm nốt cái ý B đi. Đặt này, nhớ là các bạn phải đặt cái hàm FLXY ra, đề bài chưa có thì các bạn phải đặt nó ra. Các bạn không đặt gì cả, các bạn cứ thế tính toán luôn. Đặt nó ra. Đúng rồi,
Anh Dương đúng rồi, bây giờ tính các cái đạo hàm đi. Vậy là F lớn xy có rồi này, đúng không? Hàm y được xác định như này thì bây giờ anh chuyển vế. Các anh đặt câu hỏi là chuyển sang vế nào thì câu trả lời là chuyển vế nào cũng được. Anh chuyển sang vế trái cũng được, anh chuyển sang vế phải cũng được. Anh chuyển vế như thế thì F đạo hàm theo biến x và F đạo hàm theo biến y nó sẽ khác. Nhưng đến lúc nó chia cho nhau nhé, thì nó lại giống nhau. Bởi vì nó khác chỉ là khác dấu thôi. Từ đổi dấu, mẫu đổi dấu thì phân số của mình vẫn là cái số đấy. Nó không ảnh hưởng gì cả. Đúng chưa? Anh Dương nào tính F đạo hàm theo biến x xem nó bằng gì nào. Tính đi. Đấy, bây giờ anh mới trả lời, anh Ngọc mới trả lời trong khi tôi đã viết ra từ bao giờ rồi. Anh Lưu Ánh Dương tính cho tôi F lớn đạo hàm theo x nào. Các bạn tính đi để thành thói quen. Bất kể một thói quen nào tốt hay xấu đều được thành lập sau 21 ngày. Đầu tiên học online thấy vất vả đúng không? Sau 21 ngày học online thì sẽ thấy là học online rất là bình thường, không có vấn đề gì cả. Tất cả mọi thứ nó là thói quen hết mà. Vẫn vất vả, vất vả ở chỗ nào tôi thấy các anh vui vẻ, sung sướng, đỡ phải đi đến trường này. Đặt viết chữ F lớn XY vào anh Trường. Xong rồi tính cụ thể ra. Đạo hàm theo biến Y là cốt này. Đúng rồi đây, anh Trường đúng rồi nhưng mà vẫn lăm tắt. Đúng rồi, anh Dương đúng rồi. Anh Dương tính tiếp đi, F đạo hàm theo. Mệt chứ. Mệt thì nó cũng như ngồi trên lớp thôi mà. Đúng rồi, anh Hiếu trình bày nốt cho nó xong mà. Đúng không? Nhưng mà mệt rồi nó sẽ quen mà. Cứ sau 21 ngày là nó thành thói quen. Ngồi trên lớp còn nói chuyện à? Ngồi như này các anh ấy, máy tính đặt bên cạnh đúng không? Vừa học vừa chat đấy. Giống như vừa nãy là có anh còn nhắn nhầm vào trong trong nhóm lớp này. Các anh không nói chuyện bằng miệng thì các anh lại nói chuyện bằng tay, có gì khác nhau đâu. Ừ, đúng rồi đấy. Bài nào cũng dễ mà. F đạo hàm theo biến y của anh Dương đâu? Sao lâu thế? Mãi không thấy gửi. F đạo hàm theo biến y đâu nào? Anh phải làm nhanh lên, thao tác nhanh lên chứ. À, đúng rồi. Vậy bây giờ chỉ còn áp công thức vào nữa là xong rồi. Anh áp công thức vào đi. Công thức có rồi, áp nó vào. F đạo hàm theo biến x này, F đạo hàm theo biến y này. Và áp công thức vào, đúng chưa? Đạo hàm theo biến x này. Đúng rồi, đạo hàm theo biến y này. Đúng rồi đấy. E mũ x sin y trừ E mũ y cos x, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi đấy. Các bạn cứ chuyển về một vế này. Tức là bước 1 là xác định F lớn là gì này. Bước 2 là tính các đạo hàm riêng này. Đúng rồi, bước thứ 3 là áp công thức vào này. Đúng rồi, đấy của bạn Trà đúng rồi, Bảo đúng rồi. Hùng đúng rồi. Hùng áp lốt công thức vào là xong. Được chưa? Không khó một chút nào cả, chỉ cần cẩn thận thôi. Đề ý B lại vào trên Google Class mà lấy bài giảng ra có đề của ý B. Bây giờ làm tiếp ví dụ cho hàm hai biến đã này. Ví dụ. Ở đây ví dụ A dễ rồi nha, làm luôn ví dụ B cho tôi.
Ví dụ A nó dễ quá rồi. Cho nên làm ví dụ B đi. Có chứ, nó phải là đạo hàm riêng chứ, nó đạo hàm riêng hay không nó không phụ thuộc vào chuyện nó là hàm ẩn hay không hàm ẩn, mà nó phụ thuộc vào việc là hàm đấy nó là hàm một biến hay là hai biến, chứ nó chả liên quan gì đến chuyện hàm ẩn hay không ẩn cả. Hàm ẩn mà nó là hàm nhiều biến thì đạo hàm của nó vẫn là đạo hàm riêng. Các bước có rồi. Tính thôi. Tính đúng theo các bước mình có. Bước 1 xác định F lớn. Bước 2. Tính các đạo hàm riêng. Bước 3. Áp công thức vào. Đấy, cứ đúng như thế mà tính vào. Còn cái việc hàm riêng, đạo hàm riêng hay không đạo hàm riêng thì nó phải là F đạo hàm theo biến x. F đạo hàm theo biến y. F đạo hàm theo biến z. Trường tính lại F đạo hàm theo biến z. F đạo hàm từ biến z, z nó có ở mấy chỗ mà em lại tính bằng trừ 1 ở đây được. Tính lại. Thịnh tính lại đi. Có vẻ chưa ổn ở chỗ nào đấy. Hai cái mẫu khác nhau là đã thấy khác rồi. Hai cái mẫu nó đều là F đạo hàm theo biến z mà. Làm sao mà cái mẫu trước thì là một số, mẫu sau lại là một số khác được? Không, em đổi dấu hai cái mẫu nó khác nhau hẳn chứ không phải là dấu. Sin xz thì chỗ đấy em đạo hàm theo biến nào? Sin xz em đạo hàm theo biến z thì lúc đấy x là hằng số, hoặc là z là hằng số, tùy việc em đạo hàm theo biến nào. Chứ giờ em hỏi thế thì biết trả lời thế nào. F đạo hàm theo biến x này. Đúng rồi này. Đúng rồi này. F đạo hàm theo biến y. Đúng rồi này. F đạo hàm theo biến z này. F đạo hàm theo biến z. F đạo hàm theo biến z chung tính lại. Chung tính lại cho cô cái F đạo hàm theo biến Z.
Bùi Văn Tiến tính lại đạo hàm thơ biến x. Đạo hàm thơ biến x của em bị sai rồi. Ở đây x em nhìn nó vừa có ở trong vừa có ở ngoài, tức là nó vừa có ở sin vừa có ở x bên ngoài, cho nên lúc đấy nó phải có dạng là u nhân v. Được chưa? U nhân v thì đạo hàm lên nó phải có dạng là u phẩy v cộng với u v phẩy. Trọng tính đúng rồi này. Trọng tính đúng rồi này. Trần Văn Thắng. Trần Văn Thắng có vẻ đúng rồi đấy. Em hình như là đổi đổi vế sang bên này. Đúng rồi, em chuyển vế khác thôi. Đúng rồi đấy. Đạo hàm theo x thì em sẽ coi y là hằng số nhá. An nên tính rõ f đạo hàm theo x, f đạo hàm theo y, f đạo hàm theo z ra nhá, đừng có áp công thức vào như này làm tắt nhá. Làm tắt mà em làm đúng thì không sao, nhưng em làm sai nhá. Em làm sai là sẽ bị trừ hết điểm. Cho nên làm rõ nó ra. Không làm tắt như thế. Chỗ đấy là làm tắt rồi. Trường nè. Đấy, tính lại đúng rồi đấy. Tính lại đúng rồi. Khi mình tính toán thì mình phải nhìn cho nó cẩn thận là mình đang tính theo biến nào, biến đấy có ở những chỗ nào chứ. Chả chú ý gì cả. Gia bảo. Gia bảo sin của gì kia? Sin nhận số. Cái chữ Z nhá. Chữ Z này để cho nó phân biệt khác với số 2 thì khi em viết Z ấy, tốt nhất là em gạch ngang ở cái bụng của nó vào. Viết trông rất là giống với lại cả chỗ sin 2X kìa. Bản thân giáo viên khi mà người ta nhầm nhá thì em cũng bị oan nhá. Cái thứ hai là bản thân em, tự em cũng sẽ bị nhầm nữa. Cho nên khi viết cái Z ấy, để cho nó khỏi bị lẫn với số 2 thì gạch ngang cái Z vào nhá. Đừng có viết như thế kia. Rất là ẩu. Hùng à? Hùng hình như có vẻ đúng rồi đấy. Em viết ẩu như thế thì đến lúc một là bản thân em sẽ không nhìn được đúng này. Cái thứ hai là giáo viên chấm không chuẩn này. Lỗi có thể thuộc cả hai người này. Đúng không? Viết thế làm sao mà nhìn rõ được. Anh nào đây? Anh Phạm Việt Hùng à? Phạm Việt Hùng đúng rồi đó. Được chưa? Cho nên chỗ đấy lưu ý nhá. Đừng để bị trừ điểm sai. Để xem của bạn Lưu Ánh Dương xem nào. Anh Dương vẫn đang hỏi cái gì đây đây? Anh đi tính F đạo hàm theo biến X này. F đạo hàm theo biến y đang bị sai này. Cộng hai cái đâu mà cộng hai cái. Áp công thức xong là xong rồi còn gì nữa. Anh tính lại đạo hàm theo biến x, theo biến y và theo biến z. Tính đạo hàm riêng của anh đang bị sai. Khi anh tính đạo hàm theo biến x nhá, y sẽ là hằng số. Anh phải tính cho nó đúng vào chứ. Anh vẫn còn, khi anh tính đạo hàm theo biến x, cái z anh vẫn tính là anh để sai. Z lúc đấy nó là hằng số cho nên đạo hàm lên nó phải bằng 0. Anh này tính lại, anh tính sai, anh tính lại thôi đúng không? F đạo hàm theo biến y đúng rồi. F đạo hàm theo biến z đúng rồi. Đúng rồi, của anh Tú đúng rồi đấy. Anh Đạt nào. F đạo hàm theo biến x này, F đạo hàm theo biến x nhìn lại. F đạo hàm theo biến x, lúc đấy z là hằng số, anh tính sai này. F đạo hàm theo biến z cũng đang sai này, cho nên của anh Đạt sai rồi nhá. Đạt anh sai rồi. Sai ở đâu đây này? F đạo hàm theo biến
X đúng rồi, F đạo hàm thay biến Z của anh Đạt Anh đang bị sai. Viết lại đi, đừng xóa xóa tẩy tẩy, rất là khó nhìn. Viết lại đi cho nó đàng hoàng lên. Anh Hiếu này sai rồi, đạo hàm riêng theo x, y, z của anh đều bị sai hết rồi. Khi tính đạo hàm riêng thì các anh phải nhìn xem là cái biến của anh nó nằm ở đâu thì anh mới tính đúng được chứ. Đúng không? Anh chuyển sang một vế nhá. Chỗ này anh đặt đây nhá, rất nhiều bạn nhá, nếu đề bài không nói là hàm ẩn ấy, thì là nhiều bạn là tính z đạo hàm theo biến x luôn mà không nhìn thấy là cái z nó còn nằm ở đây nữa này. Đúng không? Cái z nó còn nằm ở đây nữa cho nên bài này nó phải là hàm ẩn, không thể là hàm tường minh được. Và đi thi thì người ta rất là hay cho những cái bài kiểu như thế để đánh lừa các anh ấy. Trước đây rất là hay đánh lừa chứ bây giờ thì chả có lừa lọc gì cả, cho đề rất chân phương. Các anh chỉ có tính sai thôi, cho chân phương mà vẫn tính sai thôi. Chứ còn bây giờ chả có lừa lọc gì cả. Vâng. Anh làm bài này chưa? Anh đã làm chưa? F đạo hàm theo biến x. Đấy, vừa nhắc anh bảo ở bên trên là z thì viết cái gạch ngang vào bụng cũng không, anh này không viết này. Ở đây đầu tiên đặt fxy đã nha. Đặt này. Fxyz này, chỗ này anh chuyển sang vế nào cũng được này. Được chưa? Bây giờ anh đạo hàm theo biến x thì anh nhìn này, x có ở đây này. X nó có cả ở trong sin này, cho nên chỗ này nó phải có dạng u nhân v. U nhân v thì nhớ ở chỗ này nó có sin đạo hàm lên, sin của kx mà đạo hàm lên. Bằng gì anh Dương? Anh Dương đang bị sai này. Các bạn tính đạo hàm mà riêng vẫn chưa ổn đâu. Đạo hàm theo biến z của anh đang sai. Anh này là anh Đạt Anh à? Ừ, anh Đạt Anh đạo hàm theo biến z đang sai thì anh phải sửa cái đạo hàm theo biến z, thì anh không sửa thì vẫn cứ sai thôi. Tính lại đi, tính cho nó đến lúc nào đúng thì thôi. Anh Dương tính lại f đạo hàm theo biến x đi. Và ở đấy f đạo hàm theo biến x không phải sửa thành cốt mà anh phải nhìn xem anh đang tính theo cái gì chứ. Cái z của anh khi anh tính đạo hàm theo biến z, z nó có ở mấy chỗ? Nó có ở hai chỗ thì anh phải tính nó rõ ra chứ. Làm sao mà anh lại để có mỗi một, anh tính hai số hạng mà anh lại tính đạo hàm xong nó còn một số hạng thì nhìn thấy ngay là mẫu của anh sai rồi còn gì. Tính lại đi, tính cho đến lúc nào đúng thì thôi. Anh Dương cũng tính lại cho đúng đi. Cái sin của anh đang đạo hàm sai rồi. Ở đây khi anh đạo hàm theo biến x nha, nhìn lại ở chỗ này này, nó là uv này, vậy thì nó phải là u phẩy v này cộng với uv phẩy, đúng không? Tức là nó phải thành hai cái số hạng ở chỗ đấy, không thể nào là một số hạng được. Sao anh Thịnh tính được bài này chưa? Anh Đạt Anh với anh Dương đâu rồi? Mãi không thấy trả lời thế. Tính đi, tính cho đến lúc nào đúng thì thôi. Đang tính còn cái gì nữa?
f đạo hàm theo biến x. Ở đấy anh phải coi z là hằng số, anh nhân z ra ngoài, đúng rồi. Đạo hàm theo biến y. Vậy tính lại đạo hàm theo biến z đi cho đúng đi nào. Và bỏ ba cái chữ bằng 0 đi. Làm sao mà bằng 0 ở chỗ đấy được? Fxy bằng 0 chứ f đạo hàm theo biến x, đạo hàm theo biến y, đạo hàm theo biến z không có bằng 0. Anh sửa lại cái f đạo hàm theo biến x là đúng rồi. Còn cái f đạo hàm theo biến z vẫn đang sai. Sửa lại cho nó đúng nữa đi. Ờ đấy, bây giờ đúng rồi đấy. Và bây giờ chỉ còn lắp công thức vào thôi. Được chưa? Đừng có vội vàng làm gì cả. Tính cẩn thận nó ra thì là mọi thứ sẽ tính được hết. F đạo hàm theo biến x này. Ở đây vì tôi chuyển vế nó bị ngược với các bạn, cho nên ngược lại một số bạn, cho nên chỗ này dấu của mình nó sẽ bị ngược nhau thì không có vấn đề gì cả. Đấy, tính lại đúng rồi đấy. Chỗ này vẫn lưu ý với các anh là khi viết cái chữ Z này, anh nào cũng viết thành 2X thì nào đi thi rồi cũng sẽ bị sai. Tính toán đi, đi thi chăm hay không bằng tay quen. Tính đi thì nó mới đến lúc đi thi mới tính được chứ. Đúng rồi đấy, của anh Tiến đúng rồi. Bây giờ anh chỉ cần lắp công thức vào nữa là xong rồi. Bùi Văn Tiến à. Tính đúng rồi đấy. Chỉ còn thay công thức vào nữa thôi là xong rồi. F đạo hàm theo biến y này. Được chưa? F đạo hàm theo biến y thì dễ rồi, bởi vì y nó chỉ có mỗi ở chỗ này thôi, cho nên đạo hàm theo y thôi. Còn xz nó là hằng số thì để nguyên. F đạo hàm theo biến z này. Ở chỗ này thì z nó có ở hai chỗ thì anh đạo hàm lên nó phải rõ ràng lên. Nhiều anh là cho đạo hàm z này bằng 0 này, dẫn đến là sai này. Một là thế, hai là anh không chuyển vế sang thì phải, cho nên anh bị sai. Anh không chuyển vế sang, anh chỉ tính mỗi cái anh này thôi. Xin đạo hàm lên thành cos này, đúng không? Z là đạo hàm theo z thì x là hằng số, cho nên x nhân ra ngoài này. Để lắp công thức vào. Công thức có rồi, lắp nó vào. Các bạn mới bảo là em chuyển sang vế này có khác không, thì đây câu trả lời là đây nó vẫn giống như thế thôi. Anh đổi dấu một lần trên tử, anh đổi dấu một lần dưới mẫu thì kết quả nó sẽ là như nhau, nó không có gì khác cả. Được chưa? Tương tự như thế với f đạo hàm theo biến z đạo hàm theo biến y. Tương tự như thế với z đạo hàm theo biến y. Cái này chỉ còn là thay vào thôi, cho nên là không có gì khó khăn ở chỗ này cả. Chỗ này còn anh nào hỏi gì về cái đạo hàm hàm hợp với hàm ẩn hay không? Fi thiếu à? F đạo hàm theo biến y á, thiếu gì đây? Thiếu à? F đạo hàm theo biến y, x sin z còn gì nữa?
Đúng mà. Em làm từ biến y là x sin z mà. X sin zx mà. Cái công thức đạo hàm hàm hợp đừng học thuộc. Được chưa? Đừng học thuộc công thức đạo hàm hàm hợp mà anh phải viết được cái sơ đồ ra, sau đó từ sơ đồ anh đẩy về công thức, chứ anh đừng học thuộc, anh học thuộc là anh chết chắc luôn. Đừng học thuộc công thức mà anh phải đi xây dựng được công thức đấy. Còn trừ z á, z anh đạo hàm theo biến y, z nó là hằng số rồi thì đạo hàm lên nó phải bằng không chứ. Fx ở trên có là bởi vì x ở đây nó nằm ở hai chỗ. Đây anh nhìn quay trở lại nhé. Này, cái này đạo hàm theo biến x, cái z này là bằng không này, đúng không? Cái này là bằng không này, x anh nhìn ở chỗ này, x nó vừa nằm ở đây này, x nó vừa nằm ở trong sin z này, cho nên f đạo hàm theo biến x là anh chỉ đạo hàm cái cụm này thôi, nó có dạng là u nhân với v này, thì nguyên thằng u phẩy này, v này nhân với u v phẩy này, đúng chưa? Chứ còn cái z chỗ này khi anh đạo hàm theo y thì chỉ có y ở mỗi chỗ này thôi, còn y ở đâu nữa đâu mà anh phải đạo hàm. Y ở mỗi đây thì này, anh có việc gì anh phải đạo hàm nữa đâu, đúng không? Chỗ này nó bằng không rồi, còn y ở đây đạo hàm lên bằng một, cho nên nó chỉ bằng x sin x z thôi chứ. Còn khi anh đạo hàm theo biến x thì x nó nằm ở đây, x nó nằm ở đây nó mới có u v được, còn cái z này nó có liên quan gì đâu. Còn đạo hàm theo biến z thì đây z nằm đây, z nằm ở đây, thì anh phải đạo hàm z này và đạo hàm cái z này lên. Được chưa? Còn anh nào hỏi gì chỗ này nữa không? Phần này thực chất là không không khó lắm đâu. Cái phần đạo hàm hàm hợp nhá, tôi vẫn cứ nhắc lại. Xác định hàm ẩn dựa vào gì? Đề bài nó cho mà, anh có z rút được z ra đâu. Ví dụ như ở đây này, câu A này, anh có rút được z ra đâu, đúng không? Hoặc là anh rút z ra thì thường là nó phức tạp này. Cái bài dưới này cũng thế này, anh nhìn không kỹ thì anh sẽ thấy là à, z bằng này, đúng không? Z bằng thì anh tưởng là tính được đạo hàm, nhưng anh nhớ là z nó còn nằm ở đây nữa này, nó ẩn ở bên trong này, thì nó gọi là hàm ẩn. Mình không rút được, bình thường thì mình phải rút được là z, và z chỉ phụ thuộc vào xy thôi. Như bài này chẳng hạn, mình có thể rút được ra z bằng căn bậc 2 của 9 nhé, trừ x bình trừ y bình, đúng không? Nhưng mà rõ ràng là tính đạo hàm của cái căn nó sẽ khó hơn rất là nhiều so với lại cả tính đạo hàm của cái khác chứ. Đấy. Ẩn đi, mình không rút được tường minh ra thì nhìn vào cái biểu thức của hàm thì biết nó là ẩn hay không. Thì anh khi anh đọc đề bài anh phải nhìn kỹ thôi, anh phải nhìn kỹ để anh rút được ra. Còn trong trường hợp ví dụ như một anh nào đấy khác như anh làm cái bài trên chẳng hạn, anh rút z bằng căn bậc 2 của 9 trừ x bình trừ y bình, sau đó anh tính đạo hàm z theo biến x, z theo biến y cũng được, không vấn đề gì cả. Đấy là anh đi tính tương minh, còn ở đây tôi không làm như thế thì tôi đi tính đạo hàm hàm ẩn nó sẽ dễ hơn. Anh làm theo cách nào cũng được, miễn ra kết quả đúng là được. Không nhất thiết là phải làm theo cách này hay cách kia. Nhưng ví dụ như ở câu B là anh không thể làm theo cách tường minh được, bởi vì anh không rút z được. Thế nên anh không thể làm theo cách tường minh được. Anh buộc phải làm theo hàm ẩn. Nhưng câu A là anh có thể làm được theo hai cách khác nhau. Quay trở lại hai cái ví dụ hai cái ví dụ này chẳng hạn nhé, ví dụ của cái hàm một biến ấy. Đây, ví dụ của cái này chẳng hạn, cái hàm trên anh có rút được y ra bằng gì không?
Cái hàm y ở trên anh có rút được ra không? Làm theo cách nào cũng được. Bài này này. Bài này làm sao rút được y ra? Đúng không? Y nó còn nằm ở sin y nữa mà. Cho nên không thể rút y được. Nhiều anh cẩu thả rút y bằng này. X sin y trừ x. Sau đó tính đạo hàm phẩy lên bằng sin y trừ 1 là anh sai rồi. Được chưa? Cho nên chỗ đấy phải rất là lưu ý. Đây y ở đây cũng thế này. Y ở đây nó vừa nằm ở sin này vừa nằm ở trên mũ này. Cho nên anh không thể nào mà rút ra để tính toán được. Được chưa? Bạn nào còn hỏi gì nữa không? Nội dung của bài hôm nay chỉ có đến đây thôi. Cô sẽ chữa sơ qua một chút, tức là một chút cái bài tập của bài 3 nhé. Gợi ý một số bài, tức là có nhiều bạn hỏi. Thì đây cô sẽ để gợi ý một chút cái bài tập của cái bài 3 này. Phần này không có nhiều bài tập cũng không nhiều, dạng bài tập cũng rất là dễ thì khi các bạn làm bài ấy. Đây, bài tập bài 3. Đây, khi các bạn làm bài tập nhá thì các bạn sẽ thấy này. Ví dụ như bài 1 này là đi tính gradient. Gradient thì nó chỉ có hai bước đúng không? Tính các đạo hàm riêng thay số vào. Đấy, tính các đạo hàm riêng này thay số vào. Cho nên bài 1 là không có gì khó cả. Đúng chưa? Bài 2 này. Bài 2 là dạng bài tính đạo hàm hướng. Thì đạo hàm hướng ở đây nhắc lại là nó có 4 bước này. Bước thứ nhất là gì? Tính đạo hàm riêng này. Bước thứ hai thay số để tìm gradient này. Bước thứ ba là chuẩn hóa vector đơn vị này. Và bước thứ tư là nhân hai vector với nhau. Thì có một vài bạn nộp bài cho cô nhé. Là cô thấy vẫn chưa chuẩn hóa vector đơn vị. Có nghĩa là các bạn vẫn để nguyên đề bài cho cái vector này là bao nhiêu. Thì các bạn để nguyên như thế các bạn nhân. Thì chỗ này lưu ý lại một chút là phải đưa về vector đơn vị này. Chỗ này cũng lưu ý này, vector từ P đến đây này. Thì mình nhớ là cái vector mới của mình ấy không phải là vector 220, cũng không phải là vector 221, đúng chưa? Mà nó là một cái vector PQ, cái điểm này mới chỉ là điểm Q thôi. Một vài bạn là làm ẩu, làm vội đấy. Cho nên là bị ẩu. Bài 2 này vậy là cũng không có khó khăn gì nhá. Bài 2 rất là dễ nhá. Các bước có rồi nhớ làm đủ 4 bước. Đấy, mỗi thế thôi. Ở đây thì nhớ là đạo hàm sin bằng cos nhá. Đạo hàm cos bằng trừ sin nhá. Bài 3 này. Bài 3 là tìm giá trị lớn nhất này. Giá trị lớn nhất. Vậy đây là tính chất mấy đây? Tính chất mấy nhỉ? Giá trị lớn nhất đấy. Anh Tú đâu rồi? Anh Tú đã ao chưa đấy? Hay là đã vội vàng ao rồi đấy? Chưa, chưa trả lời cho tôi xem bài 3 này anh làm kiểu gì? Anh là một trong những người nộp bài rồi đấy. Bài 3 này là dùng tính chất mấy? Giá trị lớn nhất của đạo hàm là gì? Đúng rồi. Tính chất thứ 3 đúng không? Tính chất thứ 3 ở đây là giá trị lớn nhất của đạo hàm chính bằng độ lớn của gradient nhé. Vậy ở đây bài này chỉ cần đi tính gradient xong tính độ lớn gradient là xong. Đúng không? Bài 4 này. Bài 4 là một cái bài mà gần giống như cái bài ví dụ. Nó chỉ thay cái hàm ở đây một chút thôi. Bài này.
tìm vector đơn vị này, khác tuyến này. Vậy chỗ này nó phải có hai cái yếu tố cần quan tâm. Thứ nhất nó phải là vector đơn vị, thứ hai nó phải là vector phát tuyến này, đúng không? Vector phát tuyến thì mình có rồi, vector phát tuyến là mình có rồi, chỉ còn là sau khi tìm cái phát tuyến đấy thì mình phải đẩy nó về thành vector đơn vị nữa. Đúng chưa? Vậy chỗ này bài này không phải là viết phương trình phát tuyến nhé, mà là đi tìm vector phát tuyến, đúng không? Thì chỗ này mình phải chú ý một chút. Chỗ này là tìm vector này. Đây này. Đấy, gạch chân những cái từ đấy vào. Vector này thì chỗ này, này vector phát tuyến chính là vector gradient. Tuy nhiên là nó còn yêu cầu đơn vị. Vậy thì muốn chuyển cái vector đấy về thành vector đơn vị thì mình phải làm gì? Bài 6 là tính đạo hàm hướng. Bài 6 này là có nhiều bạn hỏi cô nhất này. Bài 6 này ý A hay ý B thì nó cũng giống nhau cả thôi. Chỗ này các bạn chỉ băn khoăn cái chuyện mà hướng giảm theo x, đúng không? Dọc theo đường thì cái vector đấy của mình chính là vector chỉ phương nhá. Nhưng mà một đường thẳng ấy thì cái vector chỉ phương nó sẽ có hai chiều, có thể dọc lên hoặc có thể dọc xuống. Một chiều sẽ là tăng theo x và một chiều sẽ là giảm theo x. Vậy làm thế nào để biết được cái vector đấy nó tăng hay là giảm theo x? Thì mình nhìn vào cái tọa độ là được. Ví dụ như ở đây cái vector chỉ phương mà mình nhìn thấy ngay đấy chính là vector có tọa độ là 2 này, 1 này, trừ 2 này. Cái tọa độ của x của v ở đấy là mang dấu dương. Vậy thì theo cái chiều mà 2, 1, trừ 2, x sẽ tăng. Đúng không? Tọa độ x này nó dương này. Cho nên là nó tiến theo cái chiều đấy thì x sẽ tăng này. Vậy thì cái hướng giảm nó sẽ là hướng ngược lại. Ngược lại tức là trừ 2, trừ 1 và 2. Được chưa? Tương tự như thế với câu B thôi. Hướng tăng này. Hướng tăng của phát tuyến. Vậy thì vector phát tuyến có rồi. Ta xem là hướng tăng của x hay của y hay của z thì làm tương ứng như thế. Bài này không nhiều bài tập. Còn bài 8 thì tìm tiếp diện và phát tuyến thì mình có phương trình rồi, mình cứ thế mình viết thôi. Chị, bài này, bài 3 này không nhiều bài tập nhé. Bài 4 thì nó nhiều hơn. Bài 4 thì vì nó là tính toán cho nên nó nhiều hơn. Tuy nhiên là bài 4 thì nó có rất là nhiều bài giống nhau. Đây này, một loạt các cái bài mà tôi bảo giống như cái dạng ví dụ 4 mà tôi chữa ban nãy, tức là bài 6, bài 7, bài 8, bài 9. Các bạn nhìn vào đây, người ta cho mình cái hàm. Đây, cho F là hàm khả vi ở đây có nghĩa là có đạo hàm đấy nhá. Chứng minh này, V kép bằng F của X bình trừ Y bình. Thì có cái điều kiện này. Thì cái bài này nó giống y như cái bài ban nãy mình làm. Mình cũng phải đặt cái X bình trừ Y bình bằng một biến mới. Có thể là biến U, có thể là biến V, có thể là biến T. Anh muốn đặt bằng cái gì cũng được, đúng không? Sau đó anh tìm mối liên hệ giữa F này, giữa cái T này, giữa cái X này, giữa cái Y này. Và anh tính đạo hàm lên. Bài 7 cũng vậy. Bài 7 ở đây anh cũng phải đặt X bình trừ Y bình bằng U này. Y bình trừ X bình bằng V này. Và sau đó F sẽ trở thành là biến của UV này. Với U bằng gì, với V bằng gì. Anh thiết lập mối quan hệ ra. Và sau đấy anh tính toán nó vào. Được chưa? Thì đây là một loạt những cái dạng bài mà nó giống như nhau ấy. Nó giống như nhau. Anh phải đặt một cái biến mới chưa có. Sau đó anh tìm mối liên hệ giữa các cái biến đấy với nhau. Và anh đi thiết lập công thức. Bao giờ đi học trở lại thì câu hỏi là chưa biết nhá. Chắc là nghe không rõ là do mạng của em đấy. Được chưa? Vậy về các bạn làm bài tập cho nó đầy đủ đi.
bài đạo hàm hàm hướng mà hôm trước bạn nào làm rồi ấy thì sẽ thấy nó không nhiều, nó đã bớt đi rất là nhiều rồi. Còn đây sang đến đạo hàm hàm hợp với hàm ẩn này thì cái này nó chỉ là tính toán thôi, tính nhiều cho nó quen công thức đi, chứ nó cũng không có gì khó cả. Các bài tập đều tương đối là cơ bản, và ở đây là tôi cũng đã rút rất nhiều bài tập sách giáo khoa đi rồi đấy. Chứ còn bài tập phần này trong sách giáo khoa nó phải tầm đến 30 bài đến 40 bài một mặt một bộ phần, tôi đã rút đi rất là nhiều. Còn bạn nào hỏi gì nữa không? Cả câu 7, 8 dạng 2 của bài 4 à? Bài 4 mục nào đấy? À, câu 7, 8 đấy, vừa đặt đấy. 15 15 chưa có lịch học lại đâu. Đã có các bạn cứ check mail trừ thông báo. Khi nào có mail thì chính thức thì đi học. Thế thôi. Còn lại những cái thông tin khác thì mình không biết. Lúc nào có mail thông báo nhà trường sẽ thông báo đi học. Và đến lúc có thông anh nào hỏi gì thì gọi hỏi, anh nào không hỏi gì thì có thể out ra rồi. Còn anh nào ai cũng chán ở nhà hết, chả có ai thích ở nhà. Chào các bạn.